đoạn xấu hổ với cả nhà quá, cứ bị gián đoạn hoài. Em chào Lan Lê, chào Thịnh Bùi Kim. Nguyễn Viên Ngọc. Xin chào mọi người, chào cả nhà. Dạ em ăn cơm rồi chị Quý Phương ơi. À dạ không, Thịnh Bùi Kim ơi, em không có hát cho Kim Giang. Nguyễn Viên Ngọc. Cảm ơn Nguyễn Viên Ngọc. Trời ơi, sớm giờ đi tập tuồng xong rồi để y vậy á, đâu có trang điểm gì đâu. Chào Nhân Thành, chào Nguyễn Minh Nhàn. Dạ lâu quá em không có lên livestream. Dạ em chào Trường An. Chào Nguyễn Ngọc Hương. Dạ em đang ở nhà. Chào anh Trinh Minh. Dạ em khỏe anh Nguyễn Minh Nhàn. Dạ cảm ơn Mũi Tàu Cà Mau. Nhân Thành. Dạ em cảm ơn anh cũng vậy nha. Ủa em đâu có làm gì đâu mà đẹp, bình thường thôi mà. Em mới đi tập tuồng về, mặt mày còn đang mồ hôi không á. Cảm ơn anh. Dạ dạ em chào Ruby Ngọc Nên. À dạ Minh Trinh cũng vậy nha. Nhân Thành cảm ơn anh đã thả tim quá trời cho Thu Vân nha. Thích nói chuyện với cả nhà hơn, mà bây giờ hát thì hát cũng hơi mệt nên là chắc là không hát tại cả nhà rồi. Em chào chị yêu Liên Trần. Trời ơi cảm ơn Nhân Thành nha. Thôi đừng có than. Mỏi tay thì ngưng thả tim đi. Vậy hả anh? Vậy là em hiểu lầm rồi. Không, em nói anh Nhân Thành đó là thả tim là trên cái tin nhắn nè. Em cảm ơn anh Trường An đã thả tim cho em. Em chào người chị của em. Chúc chị đẹp đẹp sức khỏe. Chị cảm ơn Thanh Tùng nhiều nha cưng. Dễ thương. À dạ Vân tập tuồng ngày 21 hát á Mây Bốn Phương ơi. Để hôm đó em sẽ xin vé và em sẽ tặng cho mọi người nha. Cảm ơn Nguyễn Ngọc Hương. Chúc kỷ niệm buồn đi Thu Vân hả?
Đoàn Thu Hương chào em yêu như Vân. Dạ, An Lê. Vân chào An Lê, chào Minh Tiến. Chiều nào em với anh nép bên thềm mưa hai đứa xem. Dù đôi ta mới quen, chút kỷ niệm em không thể quên. Ngồi bên nhau trú mưa, biết em về không ai đón đưa. Đường xa chân lối thưa, chúng ta cùng đi chung dưới mưa. Rồi từ khi chia tay, biết bao lần gió mưa trở lại. Chỉ mình em nơi đây, ngóng trong hoài một bóng hình ai. Chiều mùa thu mưa bay, buồn này anh đâu hay. Tình nồng lên men cay, để em mõm mắp giấc mơ u hoài. Hát nhạc được mà hát cổ tự nhiên nó nặng quá, hát nổi vậy nó đang đau cái họng quá. Chiều nay không có anh, gió mưa về nghe thương nhớ thêm. Làm sao em biết tên, chốn kỷ niệm sao anh đã quên. Đường xưa đâu có xa, cớ sao từ lâu anh chẳng qua. Để em nghe xót xa, mối duyên tình của hai chúng ta. Để em nghe xót xa, mối duyên tình của hai chúng ta. Thu Vân cũng xin cáo lỗi với cả nhà mình nha. Tại vì á, giờ nó đang viêm họng quá, đang đau họng nè, rồi cái lên cao quá, bắt cái tông nhạc này là phải lên giọng cổ tông này cho nên nó cao quá, giờ không lên nổi rồi. Thiếu nợ cả nhà mình coi giọng cổ nha. Bữa nào Vân sẽ lên livestream lần sau, Vân khỏe rồi Vân sẽ hát giọng cổ cho mọi người nghe. Mọi người đừng có giận Vân nghe. Dạ, em cảm ơn chị nghệ sĩ Bé Phương. Vì giống như là đau họng quá, mình ráng nó sẽ bị tưa cái giọng luôn á. Rồi mai mốt mình sẽ không giữ được cái giọng như là ban đầu nữa. Cho nên mọi người thông cảm cho Vân đi. Hôm nào Vân khỏe, Vân sẽ hát cho mọi người nghe thật là nhiều bài vọng cổ luôn. Nói chung là lâu quá không có thời gian để mà trò chuyện với cả nhà mình. Vân cũng rất là nhớ mà sợ lâu quá không lên thì mọi người sẽ nhớ Vân nè, đúng không? Vân cũng vậy, Vân cũng nhớ mọi người lắm. Cho nên nói chuyện đi. Hôm nào khỏe thì Vân sẽ hát, đừng có nếu mà Vân khỏe Vân hát cho mọi người nghe thật là nhiều bài nữa, đâu có riêng một bài nào đâu. Dạ em chào Châu Lỡ Gia, chào Nguyễn Thị Tiên,
máy của Vân á, nó còn có, nãy nó báo là còn có 10% pin thôi. Thì Vân sẽ nói chuyện với cả nhà xong thì Vân lên, Vân sẽ chuẩn bị để nghỉ sớm. Ngày mai Vân phải tập tù nữa. May còn lâu lắm, nhưng mà Vân muốn thông báo với cả nhà mình ngày 21 tây là tức là ngày chủ nhật của tuần sau và tuần sau nữa là Vân sẽ hát vở cải lương trong chương trình Ngân Mãi Chuông Vàng. Vở cải lương rất là kinh điển. Với vở cải lương được mang tên là Tiếng Trống Mê Linh, và Thu Vân sẽ vào vai của Trương Nhị. Mọi người mình nếu có ai yêu thích vở tuồng đó thì nếu mà đến xem, có vé đến xem được thì xem trực tiếp, còn không thì mọi người hãy mở kênh HTV9 để xem nha. Vì vở cải lương này quy tụ cũng rất là nhiều những gương mặt chuông vàng chuông bạc trong giải chuông vàng. Ví dụ như có nam nghệ sĩ trẻ chuông vàng vọng cổ năm đầu tiên Võ Minh Lâm nè, là nam vai nam chính. Rồi chị nghệ sĩ ưu tú Hoàng Ngọc Trinh nè, chuông bạc vọng cổ năm 2000 năm đầu tiên luôn, để vào vai Trưng Trắc, vai nữ chính. Rồi chị Huyền, chuông vàng Huyền Trang, chuông vàng Kim Luận, chuông bạc Mỹ Vân, chuông vàng Nguyễn Thanh Toàn, chuông vàng Nguyễn Văn Mẹo, Lê Minh Hảo, Phạm Vũ Thành, chuông bạc Lê Quốc Phòng. Và còn nhiều 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 nghệ sĩ nữa. Nói chung là trong vở tuồng này là đa số là những nghệ sĩ đã được các giải thưởng cao trong chuông vàng vọng cổ. Võ tường ví dụ như có chị đẹp một nhỏ người ạ. Chị cảm ơn em nha. Và trong đó có Thu Vân nữa nè. Tại vì sắp tới là kỷ niệm 100 năm cải lương rồi, cho nên là nhà đài truyền hình muốn tạo ông một vở thật là hoành tráng, quy tụ nhiều những gương mặt chuông vàng mông cổ để tham gia cái vở này cho mọi người xem. Mọi người nếu ai có điều kiện thì đến nhà hát truyền hình để xem, còn nếu không có điều kiện thì mở kênh TV HTV9 nha. Ngày 21 tây tức là ngày chủ nhật. Dạ em chào anh Hà Thanh Phong. Dạ. Dạ em cảm ơn anh Bách Lý, anh cũng vậy nha. Chị Bích ơi, chị lấy vé không? Chào Mai Trân, chào Lê Ngọc Trúc, chào Khả Hân Phan, chào chưa có tên, cảm ơn em. Chào Sang Thanh, Huỳnh Vinh, dạ 8 giờ 30 á anh Huỳnh Vinh.
Hà Thanh Phong, bữa nào ghé chị chơi nha là xong. Hà Thanh, anh nhắn hay là chị nhắn vậy? Nguyễn Phú, chị chào em. Chết rồi, báo hiệu yếu pin nữa rồi. Dạ em đang bệnh, chưa có chiến đấu được. Hôm nào hết bệnh khỏe rồi em ghé anh chị chơi ha. Em chào Đoàn Thanh Sơn nha. Cảm ơn Mai Trân. Nguyễn Văn Vũ, em xin chào anh. Cảm ơn em trai của tôi thả tim cho chị nha. Võ Tường, cảm ơn em nhiều. Buổi tối vui vẻ nha em. Cảm ơn Mai Bốn, Mai Bốn Phương. Nghiệp nhỏ không bắn tim hết trời. Dạ Trần Thị Thanh Thanh, chào Trần Thị Thanh Thanh nha. Ủa anh Hà Thanh Phong ở đâu mà gần em? Chào Trần Quyền. Em chào anh Đông Đông Tôn, vâng chào Đông Tôn nha. Trời ơi, Võ Tường ơi, Bốn Phương với lại Diệu Liên nè, với lại ai ta bắn thả tim quá trời luôn. Chúc em chào chị yêu, chúc chị buổi tối vẻ. Chị cảm ơn em cũng vậy nha. Mà cái link nó là chuyển lên trên Sài Gòn mình nó là đâu có còn chỉ Đông Đá thôi, đâu có còn tươi nữa đúng không anh Hà Thanh Phong? Em chào chị yêu idol hi hi. Chị cảm ơn chân thành nhiều. Chị chào em nha. Buổi tối vui vẻ nha em. Hồi chiều tới giờ đi đi tập tuồng xong rồi về rồi giờ ngồi ở dưới lầu luôn tới giờ này luôn. Chào em gái Tiểu Bình Nguyễn. Thôi đi, đừng thả tim cho Vân nữa, tội nghiệp quá. Thả mỏ tay luôn rồi. Cảm ơn những tình yêu của Vân nha. Là Vân phải nhìn sát vô mới biết được là ai thả tim, mà có một cái hình mà Vân không có nhìn ra là ai nè.
tại vì không để ý kỹ á. Quỳnh Quỳnh, hôm nay chị hơi gầy hả em? Chắc có lẽ là chị đang bị xuống xuống cân, chưa chưa có tên. Dễ thương quá chị Vân ơi, chị cảm ơn nha. Cố gắng để hát hay, hát thật là tốt cho mọi người xem, cho những người mà đã yêu mến Thu Vân xem. Mình giống như những tình yêu của Vân luôn dành tình cảm cho Vân. Thương quá. Dạ Vân xin chào cư Hoàng. Chắc có lẽ là Vân sẽ chuẩn bị kết thúc cái livestream này, vì thấy mọi người vô đông mà Vân không nói chuyện tiếp thì Vân cảm thấy giống như là hơi buồn vậy. Nhưng mà thật sự là cái máy Vân nó gần hết ra pin rồi. Dạ em cảm ơn anh chị cũng nhiều sức khỏe nha anh Hà Thanh Phong. Cảm ơn Quỳnh Quỳnh nhiều. Vân sẽ cố gắng hen. Cư Huyền. Dạ Vân chào Cư Hoàng nha. Cảm ơn chị Loan Lê. Hèn chi nhìn mặt chị không rõ. Nó sắp hết pin rồi đó. Làm như sắp hết pin tự động nó tối. Dạ cả nhà ơi, Vân xin phép kết thúc cái livestream này nha. Chào Tuệ Nhi. Chị kết thúc livestream này nghe Tuệ Nhi. Tại vì máy chị sắp hết pin đó. Bye bye chân thành, bye bye Tuệ Nhi, bye bye mọi người. Chúc buổi tối vui vẻ và ấm áp, nhiều niềm vui ha.